thấy.
trang cái gì đấy. Hơn một cái gì. Vậy thôi chứ mà thịt nó béo lắm, thịt nó giống con ốc móng tay không? Không, nó giống như con hàu hàu nuôi á, con hàu nuôi thì cũng là con hàu đá đó, hàu sữa đó, nó béo hơn con hàu có nhiều luôn á.
Dạ, nhiêu ký vậy anh? Vô hỏi gì đang làm mực cả trắng. Dạ. Thank you.
Nhiều loại ốc, mấy loại ốc? Thêm miếng hành, thêm miếng ớt nè. Nó béo béo ngon lắm. Làm miếng nữa đi. Ừ. Cũng miếng hành miếng ớt nha. Ủa, hàu này vô luôn hả? Ừ.